27. Sao yêu quái, anh về rồi à? Anh đã đi đâu thế? Đến nhà Hồng Thế Quang. Anh ta đã bỏ trốn rồi. Điện thoại cũng không gọi được. Quả nhiên anh ta đã bắt cóc Huyên Huyên. Bây giờ anh ta thực sự đã ở trước mặt anh. Anh còn không tin à? Tôi có tin hay không quan trọng lắm mà. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Được rồi, bây giờ người bạn trai cũ cũng có mặt ở đây, cư xử một cách hòa bình. Nhưng em vẫn phải bổ sung vài câu. Vì Cặn Bã, Tiểu Yến, hai người nhất định không được coi Đại Kiều như quái vật. Anh ấy chỉ sống mấy trăm năm rồi thôi. Tuy vẻ bề ngoài nhìn thì rất kiên cường, nhưng thật ra trong lòng lại rất yếu đuối. Đại Kiều, tuy anh xếp hạng được sủng ái nhất, nhưng đã sống hơn 500 năm rồi, kiên quyết không được sử dụng bạo lực với hai người họ. Dịp Cặn Bã, anh đã có được Huyên Huyên rồi, đừng có ý đồ xấu xa gì với Tiểu Yến nữa đấy nhé. Bây giờ Huyên Huyên còn đang ở trong tay bọn bắt cóc, em còn tâm trạng mà đùa giỡn? Đại Kiều đã đồng ý với em giúp đỡ cứu Huyên Huyên. Bản lĩnh của anh ấy hai người đều đã được chứng kiến. Vì thế có anh ấy ở đây, nhất định Huyên Huyên sẽ không sao. Cảm ơn. Anh Tiết đồng ý giúp đỡ, tôi cũng vô cùng cảm kích. Ngày mai đã là ngày thứ ba rồi, bọn bắt cóc sẽ gọi điện đến đòi tiền chuộc. Chúng ta cần phối hợp hành động. Ngoài ra, giáo sư Lý và Trinh Thám Trương chắc cũng đang làm việc cho Hồng Thế Quang. Không biết ngày mai có lộ diện cùng với Hồng Thế Quang hay không. Anh Tiết, tôi không rõ anh và Hồng Thế Quang đã xảy ra những chuyện gì. Tôi chỉ hy vọng lúc anh gặp bọn họ có thể khắc chế một chút, đừng giết người. Được rồi, được rồi, chúng ta không nói những chuyện này nữa. Cứu Huyên Huyên là chuyện gấp hơn. Cũng không biết Huyên Huyên có chịu khổ gì không. Bây giờ chắc chị ấy đang rất sợ hãi. Nhìn bộ dạng của em, dường như đã đoán trước được là anh. Ai bảo em đã phá vỡ bí mật của anh chứ? Bọn chúng không làm gì em đấy chứ? Anh đã đặc biệt dặn dò bọn chúng. Vì thế em nên cảm ơn anh chứ gì. Anh thích tâm thái cao ngạo đó của em. Anh có mang một chai rượu, hãy uống một ly.
Tại sao lại muốn đến gặp em? Nào, uống rượu trước đã. Ngày mai phải đưa em đi đổi lấy tiền chuột rồi. Dù nói thế nào, chúng ta cũng có chút tình cảm. E rằng sau này không còn gặp lại được nhau nữa. Tối nay coi như là đêm từ biệt. Cảm ơn rượu từ biệt của anh. Thật ra anh đã nghĩ tự mình mang tiền chuột của nhà họ Trương đi trao đổi lấy em. Sau đó Hồng Thế Quang vì cứu vị hôn thê của mình mà chết, còn anh mang tiền đi bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng đáng tiếc, bạn của em đã phát hiện ra bí mật của anh. Cũng không biết vì nguyên do tuổi tác, không làm Hồng Thế Quang, không còn tiền hô hậu ủng, đột nhiên cảm thấy cô đơn, rất muốn tìm ai đó nói chuyện. Đúng rồi, anh quên mất không nói với em, từ 10 năm trước anh mới bắt đầu tên là Hồng Thế Quang. Còn trước đó anh đã từng mang rất nhiều tên: Jack, Matsumoto Ichiro, Hồ, Hồ Hòa Bình. Đúng đúng, Hồ Hòa Bình. Rất nhiều cái tên, bản thân anh cũng quên mất rồi. Cái tên anh dùng lâu nhất chính là 100 năm trước mẹ anh đã đặt cho anh, rất mộc mạc. Tên Lai Bảo. Lai Bảo, cái tên này đích thực mang đậm phong cách thời kỳ đó. Nói vậy là anh đã nhớ ra hết rồi. Đúng, tuy không phải là hồi ức đẹp đẽ gì, nhưng vẫn tốt hơn là đã quên mất. Vậy Hồng Thế Quang, anh ta chính là Lai Bảo? Từ nhỏ anh ta đã rất xấu xa à? Đại nương, bác xem thử. Bức ảnh này sẽ còn mãi chứ? Sau khi tôi chết đi, nó cũng vẫn còn chứ? Sẽ vẫn còn, chỉ cần lưu giữ đúng cách. Thật tốt. Vậy sau này con cái của Lai Bảo nhà chúng tôi cũng biết bà nội sống trông như thế nào. Tiết tiên sinh, tiên sinh đã giúp đỡ hai mẹ con tôi rất nhiều. Trước lúc bà già này chết đi, muốn có một thỉnh cầu với tiên sinh, mong Tiết tiên sinh hãy đồng ý. Được, đại nương cứ nói. Nếu có thể làm được, tôi tuyệt đối không từ chối. Trên đời này, tôi không yên tâm nhất là đứa con trai này của tôi. Nó lỗ mãng cục cằn, tính tình lại cố chấp, làm gì là làm đến cùng, sớm muộn cũng sẽ phải bị chịu thiệt thòi. Tôi mong Tiết tiên sinh sau này hãy chiếu cố cho nó. Xin bác yên tâm. Cảm ơn Tiết tiên sinh. Tôi biết rằng mỗi người mình gặp phải, cho dù là tốt hay xấu, cuối cùng cũng đều bị thu hẹp lại trong ký ức. Lê Bảo, Lê Bảo, để làm sao thế? Đại Kiều huynh, nhanh cứu đệ, cứu đệ.
Lê Bảo, nào. Quỳnh là thứ gì vậy? Đừng lại gần đây, đừng lại gần đây. Đừng lại gần đây, đừng lại gần đây. Đừng lại gần đây, Lê Bảo, đệ đừng sợ. Ta sẽ không hại đệ đâu. Đừng lại đây. Đừng lại đây. Trước lúc mẹ đệ qua đời, ta đã đồng ý với bà ấy sẽ chăm sóc cho đệ thật tốt. Ta sẽ phải rời khỏi đây rất nhanh. Đệ phải sống cho tốt. Lúc đó ai biết, một khi đã mềm lòng, vạn kiếp không lấy lại được. Tiết tiên sinh, ông chủ Tôn, mời ông vào trong. Tôi còn có việc bận ở cửa hàng, tôi không ngồi nữa. Tôi có chuyện muốn tìm Tiết tiên sinh nói chuyện. Đã nhiều ngày Lê Bảo không đến làm việc rồi, cũng không thấy cậu ấy ở trong nhà. Tôi nghe người của Tứ Hợp Viện nói gần đây Lê Bảo luôn uống say khướt mới về, cũng không biết gặp phải chuyện gì nữa rồi. Dù sao Lê Bảo cũng là người mà Tiết tiên sinh giới thiệu đến, vì thế tôi vẫn phải nói với tiên sinh một tiếng. Nếu ngày mai Lê Bảo vẫn không đến làm việc, tôi định phải đổi người. Tôi biết rồi, làm phiền ông. Lê Bảo, ta nhớ ta đã cứu một người. Sao lại biến thành con ma rượu từ lúc nào vậy? Không cần huynh phải lo lắng. Quái vật gì vậy? Cái mạng đệ ta đã cứu, không phải để đệ chà đạp. Nếu như mẹ đệ ở dưới suối vàng biết được, cũng không muốn nhìn thấy đệ sống như một con chó như thế này. Huynh im miệng đi. Huynh dựa vào đâu mà nhắc tới mẹ ta? Ta và mẹ đã tin tưởng huynh như vậy. Huynh nói huynh không có cách nào, ta cũng đã tin. Nhưng rõ ràng huynh có thể cứu được mẹ ta. Rõ ràng huynh có thể cứu được mẹ ta. Có thể mẹ ta đã không phải chết. Đúng, ta có thể. Nhưng ta có nguyên tắc. Con người ta sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên. Nhưng huynh có thể bỏ qua sống chết. Đúng thế, ta đúng là một trường hợp đặc biệt. Nhưng đó không phải là chuyện tốt đẹp gì. Để có biết không? Đại Kiều huynh, Đại Kiều huynh, để cầu xin huynh, để cầu xin huynh. Huynh cũng biến đệ thành như vậy đi. Đệ sẽ không già không chết mà đi theo huynh, như vậy không tốt sao?
Huynh không cần phải sống một mình cô độc. Huynh muốn đệ làm gì cũng được. Huynh muốn đệ làm gì đều có thể ra lệnh cho đệ. Như vậy không được sao? Nếu ta bảo đệ đi giết người thì sao? Huynh bảo đệ làm gì cũng được. Chỉ cần huynh để cho đệ sống giống như huynh, việc gì đệ cũng đồng ý làm. Đệ đồng ý làm. Ta không hề ngờ rằng ngươi có thể như vậy. Hãy cút đi cho ta. Nếu không ta sẽ giết ngươi. Sống trên đời này mấy trăm năm, ta hiểu rõ lòng tham của con người. Nó là một thanh kiếm sắt. Muốn nó không làm bị thương mình, cần phải học một cách giấu lưỡi kiếm đi. Đại Kiều huynh, Đại Kiều huynh, xảy ra chuyện rồi. Lai Bảo nhà huynh bị điên rồi. Đừng lo lắng, đã xảy ra chuyện gì? Tối qua Lai Bảo cãi nhau rằng mẹ anh ta có thể sống lại. Chúng tôi đều coi anh ta bị bệnh thần kinh, nhưng anh ta đã đào mộ mẹ anh ta lên, còn đem xương cốt của mẹ anh ta chạy đến chỗ bến thuyền rồi. Lai Bảo, để làm sao thế? Dưới cốt của mẹ đây đâu? Lúc tôi vẫn còn chưa biết gì, trái tim của Lai Bảo đã bị ham muốn nuốt mất rồi. Một bát gạo phước, một đấu gạo thù. Ham muốn của con người là một cái động không đáy, mãi mãi không bao giờ lấp đầy được. Có phải huynh cảm thấy rất kỳ lạ? Sao ta lại biết được điểm yếu của huynh? Đại Kiều huynh, huynh còn nhớ không? Lúc ta mời huynh về quê Đông Bắc của ta ngắm tuyết, huynh không về. Bởi vì huynh sợ lạnh. Huynh sợ lạnh. Thật không ngờ quái vật như huynh lại cũng sợ thứ gì đó. Sau khi huynh chết đi rồi, đừng trách ta. Là vì huynh đã phụ chúng ta trước. Và lúc đó chắc chắn trong lòng anh rất băng giá, rất tuyệt vọng. Tên Lai Bảo lấy quán trả ơn này, một con sói mắt trắng. Ngay từ đầu anh đã không nên cứu hắn. Lai Bảo mạnh gặp lúc ban đầu, Lai Bảo đã rút khô máu của anh. Cùng với Lai Bảo mà sau này mạo danh Hồng Thế Quan, chắc chắn có điểm khác nhau vô cùng lớn. Gặp phải người như thế nào, trải qua biến cố như thế nào, lựa chọn cuộc sống như thế nào, đều đã thay đổi cuộc đời một con người. Em tán đồng với quan điểm này. Cũng giống như anh, nếu không gặp phải em, có thể vẫn còn là một cái xác ngủ đông. Nếu không yêu em, có thể đã sớm được ở đây rồi. Lúc anh ở trong quan tài nằm hơn 100 năm, không biết hơn 100 năm nay Lai Bảo đã làm những chuyện gì. Em không hề tò mò chút nào sao? Có vấn đề gì cứ hỏi thoải mái. Anh đến tìm em để trò chuyện, không làm hại em đâu.
Anh đã sống hơn 100 năm rồi. Nhưng em không cần phải thấy kinh ngạc chút nào đâu. Cô bạn thân họ Điền của em nhất định không nói cho em biết, bạn trai Tiết Linh Kiều của cô ta đã sống hơn 500 năm rồi chứ. Các người đều không già không chết sao? Không già không chết chỉ có Tiết Linh Kiều mà thôi. Một tên tiểu nhân ích kỷ hẹp hòi, hắn không biết chia sẻ. Anh đã chủ động một chút. Số máu mà em nhìn thấy trong mật thất nhà anh thật ra là máu của Tiết Linh Kiều mà anh đã lấy ra từ hơn 100 năm trước. Sau đó hắn ta đã vào bảo tàng trở thành thi thể ngủ đông, sau đó còn mất ký ức. Anh đã dựa vào số máu đó để duy trì bản thân không già đi. Đúng, giống như số máu đó đủ anh dùng 200 năm. Nhưng không biết tại sao vài năm gần đây anh lại cần đến số máu đó càng ngày càng nhiều hơn. Một khi không uống kịp, thân thể sẽ nhanh chóng trở nên già đi. Vì thế hôm em đến tìm anh đã bị tình trạng như vậy. Già đi đến mức không có một chút dấu hiệu nào cả, số máu còn lại cũng không đủ nữa. Vì thế anh mới định đem Tiết Linh Kiều từ trong viện bảo tàng ra, xem thử có cách nào khác hay không. Không ngờ gặp phải cô bạn thân xui xẻo của em, lại gây ra một tai nạn xe hơi, còn dùng máu của mình đánh thức Tiết Linh Kiều dậy. Cô bạn thân đó của em đúng là thường xuyên gặp xui xẻo, khiến người ta không kịp trở tay. Có lúc ấy à, xui xẻo còn mất mạng nữa. Ly rượu này, cảm ơn anh đã muốn nói những chuyện này với em. Nhưng em vẫn còn một chuyện không hiểu rõ lắm. Anh dùng cơ thể trẻ trung như vậy sống hơn 100 năm qua, tại sao vẫn không thấy đủ? Máu của Tiết Linh Kiều càng lúc càng không còn tác dụng với anh. Nói không chừng đây là ông trời đang cảnh cáo anh, để anh biết dừng lại đúng lúc. Nếu em mà là anh, em sẽ lựa chọn buông bỏ. Những người vừa sinh ra đã cao hơn người khác một bậc như bọn em, mãi mãi không bao giờ hiểu tại sao bọn em sinh ra lại có thể ăn ngon mặc đẹp, còn con cái nhà người khác không được ăn no mặc ấm. Tại sao Tiết Linh Kiều có thể sống được mãi mãi, còn anh lại phải biết dừng lại đúng lúc? Em có biết những năm qua anh ngoài việc duy trì được tuổi trẻ thì không có khả năng bay lượn như Tiết Linh Kiều. Anh chỉ như một con chuột rơi xuống cống nước, luôn phải lẩn trốn, không ngừng thay đổi thân phận, sống khổ sở biết bao. Em có biết không, đó đều là lựa chọn của chính anh. Không, đó không phải là cuộc sống của anh. Cuộc sống mà anh muốn là giống như bây giờ. Mấy năm trước anh sống ở Mỹ, gặp được một đứa con rơi tên Hồng Thế Quang, có một tập đoàn tư bản hùng mạnh, lại chưa từng lộ diện. Anh đang nghĩ anh nên là anh ta mới đúng. Vì thế anh đã nghĩ đủ mọi cách. Chim cô gái là nhờ tổ chim khách. Nếu là bản thân anh ta sẽ không thể kế thừa được tập đoàn Hồng Thị. Anh luôn tìm lý do hoàn hảo cho những việc xấu xa mình đã làm. Yên tâm, anh thấy em có năng lực để làm hại anh không?
Theo kế hoạch của anh, ngày mai chắc sẽ là cuộc sống mới của anh rồi. Hay là để em dùng bài tarot để xem giúp anh một quẻ. Trước nay anh chưa bao giờ tin những thứ này. Anh chỉ tin vào bản thân mình. Hãy chọn một lá đi. Coi như tối hôm nay khoản đãi em đi. Em tự mình từ từ xem đi. Cô Trương, tạm biệt. Cháu biết rồi gì ạ? Tạm biệt. Là điện thoại của mẹ Trương, bảo em ngày mai đi cùng bà ấy. Đi đi. Nhất định bà ấy rất lo lắng cho Trương Huyên Huyên. Vì thế ngày mai trông chờ cả vào anh. Vậy em đi ngủ trước đây. Anh hãy nghỉ sớm đi. Tiếc yêu quái, căn phòng ngủ đó em sẽ mãi mãi giữ nó cho anh. Bác trai đừng lo lắng. Đừng căng thẳng, cứ làm theo những gì chúng ta đã nói. Alo, đã chuẩn bị xong tiền chưa? Chuẩn bị đầy đủ rồi. Các người nhất định đừng làm hại con gái tôi. Hãy mang theo điện thoại của ông, để tiền trong xe bảo mẫu. Tự mình đi xe đến đây, không được giở trò xấu đâu. Đi đâu? Cứ lên đường đã. Lát tôi xin liên lạc ông. Đợi đã, tôi muốn nghe thấy giọng con gái tôi. Nói đi. Bố, nghe thấy chưa? Alo, alo. Nguy rồi, phía bắt cóc chắc chắn đã biết. Phía cảnh sát đã can thiệp vào, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Hai người các cậu, lấy xe đi cho tôi. Tôi đã xin dự bị lực lượng cảnh sát ở nhiều nơi. Một khi xác định được địa điểm giao dịch, các cậu phải xin chi viện với tốc độ nhanh nhất. Cá mực thủy tinh, hai người ngồi xe tôi. Được, bác trai, ngoài điện thoại chúng cháu có thể nghe lén. Trong quần áo của bác vẫn còn một thiết bị nghe lén khác nữa, đề phòng lỡ như trong xe bảo mẫu khi được bọn cháu theo dõi thường xuyên. Bác chỉ cần làm theo những lời cháu nói là được rồi. Nhất định chúng cháu sẽ cứu được Huyên Huyên về. Cảm ơn. Hành động. Tiểu Thực, bác gái nhờ cả vào em. Vậy mọi người hãy cẩn thận nhé. Xin lại đến đây, tôi đi cùng các anh. Không được, anh chưa từng được huấn luyện, rất nguy hiểm. Được thôi, ngồi trên xe liên lạc. Gần đến bảo tàng rồi. Bây giờ rẽ hướng bắc, đi về hướng thanh niên. Đến công viên Tùng Trạch rồi. Đi về phía nam, đi vào đường Thanh Diễn. Tiểu Thực, cảm ơn cháu luôn ở bên cạnh dì. Mẹ nuôi, Tiểu Yến sẽ cứu được Huyên Huyên, cùng nhau trở về nhanh thôi. Dì đi lấy cho con ly nước. Không cần, không cần, cháu tự đi lấy là được. Cháu ngồi xuống để dì đi. Dì muốn hoạt động một chút.
Anh Tiểu Yến, bọn bắt cóc đang chơi chúng ta phải không? Sao lại đi dòng lại nơi xuất phát thế? 100 mét trước trường tiểu học Lạc Nhất có một cửa hàng chuyển nhượng. Tôi đã chuẩn bị điện thoại mới, quần áo, khẩu trang, mũ mới. Nhanh chóng thay xong đồ rồi quay trở lại xe. Anh Tiểu Yến, phải làm sao? Đợi. Tiết Linh Kiều, xin anh đấy. Ngã tư tiếp theo rẽ phải. Bác trai, làm tốt lắm. Tuy đã thay điện thoại và quần áo mới, nhưng bác ấy mang theo thiết bị nghe trộm trên áo khoác. Được, biết rồi. Cô Trương, tiền chuộc vẫn đang trên đường đi. Chúng tôi lại thấy hơi sốt ruột không đợi được nữa. Anh Tiểu Yến, sao bọn họ lại rẽ trái rồi? Anh Tiểu Yến, xe bảo mẫu bây giờ đang đi với tốc độ rất nhanh, rất dễ bị mất dấu. Biết rồi. Bác trai, giảm tốc độ lại. Chúng cháu vẫn đang đợi đèn đỏ. Anh Tiểu Yến, xe bảo mẫu đã dừng lại chờ đợi. Ngã rẽ tiếp theo rẽ phải là có thể nhìn thấy rồi. Sao lâu như vậy mà vẫn chưa gọi điện đến? Tôi nói chuyện ở đây, Đi Yến chị có nghe thấy không? Có. Tiểu Yến, Tiểu Yến, chúng ta bị mắc lừa rồi. Điện thoại của bác Trương không liên lạc được. Đúng thế. Lập tức phá mã, báo cáo vị trí của lão y quái trên núi sâu cho tôi. Ngoài ra gọi xe cảnh sát, chặn chiếc xe bảo mẫu phía trước lại. Sắp xếp người khác đến quầy bán quà vặt. Nghe rõ, nghe rõ. Anh Tiểu Yến, lão y quái trên núi sâu là ai? Xuống xe, nhanh lên. Nói, tại sao lại lái chiếc xe này? Tôi chỉ là lái thuê. Tôi lấy xe cho người khác. Lái thuê. Đúng, đúng, đúng. Vậy người lái xe trước đâu rồi? Ông ấy đổi chiếc khác. Để phải ở phía trước rồi. Lên xe. Tiền chuột đến rồi. Thank you.
Làm tốt lắm. Còn tiết kiệm được cả việc trao đổi con tin nữa. Hãy đi kiểm tra tiền trước đi. Chuyện gì vậy? Không biết. Đột nhiên đóng cửa rồi. Bên này. Nào. Dấu hiệu lão yêu quái trên núi sâu đã dừng lại không di chuyển nữa. Được, bọn bắt cóc chắc chắn là ở đó. Nhanh chóng bám theo. Theo kiểu tốc độ. Đó là gì thế? Đừng lại đây. Nhanh chạy thôi, nhanh chạy thôi. Hãy nghỉ ngơi một lát đi. Vừa rồi tôi đã báo tin an toàn cho mẹ rồi. Tiểu Thực đang trong nhà vệ sinh, không nói được gì. Hình như cô không hề ngạc nhiên chút nào. Tiểu Thực đã nói với cô về thân phận của tôi rồi à? Không phải Tiểu Thực. Tối hôm qua Hồng Thế Quang đã phổ cập cho tôi về truyền thuyết của anh. Yên tâm, anh ta đã nói xấu anh, nhưng tôi căn bản không hề tin. Anh ta nhận định tôi không sống nổi qua hôm nay, vì thế mới nói với tôi. Sau khi nghe câu chuyện truyền thuyết về anh, tôi cảm thấy chắc chắn tôi có thể tiếp tục sống. Tại sao? Trung Quốc gọi bạn thân không phải là gọi chơi đâu. Tiểu Thực cố gắng lôi kéo, thế nào cũng sẽ bảo anh đến cứu tôi. Cô nói đúng rồi. Cô ấy đối với bạn bè luôn luôn là người tốt theo kiểu xấu đó. Có chuyện gì thế? Nhưng tôi rất tò mò. Anh đã sống hơn 500 năm rồi, làm sao để thích ứng với Tiểu Thực hay gây chuyện vô cớ như vậy? Anh là loài gì? Từ đâu đến? Đúng rồi, anh là thi thể ngủ đông mà trung tâm nghiên cứu đã bỏ ra số tiền lớn để mượn về, mà rõ ràng anh lại tự mình tỉnh lại, chạy mất. Có hai tên ngốc còn tưởng anh bị đánh cắp, còn đang tìm anh khắp nơi. Xin anh đấy. Lần cuối cùng thôi. Lần cuối cùng thật đấy. Chỉ một chút thôi. Tuyệt đối không để bị phát hiện. Chiếc xe đó anh thuê của hãng nào? Được thôi. Xem ra tôi thực sự phải mua lại chiếc xe đó, có phải không? Xem ra tôi thật sự phải nhận quảng cáo băng vệ sinh mặc váy màu trắng, vừa chạy vừa nhảy đó rồi. Anh ngoài khuôn mặt này, ngoài có tiền ra, những thứ khác đều không phù hợp yêu cầu của em. Em là một người rất kén chọn, chỉ cần không vừa ý em một chút thôi, em sẽ hoàn toàn không cần đến. Anh có hiểu không? Để nào trong nhà không có băng dính sao? Không có băng dính cách âm.